Những ngày qua, chuyện Đạt G và Du Yên đường ai nấy đi khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Nguyên nhân là do cả hai liên tục bóc phốt, đá xéo nhau không thương tiếc. Mới đây, dân tình tiếp tục được hít drama mệt nghỉ khi Đạt G bị phát hiện thân thiết với Queen Dilu, vợ cũ của Hoài Lâm. Đáng nói, Hoài Lâm và Đạt G lại là bạn rất thân. Cụ thể, trong nhiều bức hình, chỉ một mình Bảo Ngọc, Đạt G đã để lại bình luận thả thính, khen ngợi và động viên cô nàng như: "Em xinh đẹp theo cách của em, nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ." Ngược lại, vợ cũ của Hoài Lâm cũng không ngại comment tung hứng cùng Đạt G ngay trên trang cá nhân. Sở dĩ loạt hành động của cả hai khiến netizen chú ý là bởi Đạt G và Hoài Lâm có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết, không chỉ đăng ảnh chụp chung mà còn cover ca khúc của nhau như một cách ủng hộ. Trong khi đó, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Hoài Lâm và Cindy Lư từng có vụ chia tay ồn ào hồi giữa năm 2020. Giữa ồn ào của bạn trai cũ, Du Yên đăng status ẩn ý, con thầy vợ bạn gái cơ quan, sau đó nhanh tay xóa mất. Dân tình vẫn đang bán tín bán nghi thì người trong cuộc cũng lần lượt có các động thái mới. Nếu như vợ cũ Hoài Lâm âm thầm khóa trang cá nhân lại, thì về phần mình, Du Yên lại đăng một story với nội dung ẩn ý khác trên Instagram. Đúng kiểu ở hiện gặp lành, vàng thật không sợ lửa, bây giờ mới thấy ứng nghiệm, Du Yên viết. Còn trên mặt trận Facebook, Du Yên chỉ lặng lẽ chia sẻ một ca khúc do chính mình thực hiện mà cái tên cũng đầy tâm sự, khó vẻ nụ cười. Không ai rõ cô nàng viết vậy có ý gì hay nhắm đến ai, nhưng đã là diễn biến của drama thì dân tình chỉ còn cách lót dép hỏng mệt nghỉ. Về phần Hoài Lâm, anh đã âm thầm cho ra mắt MV mới toanh mang tên Đời Có Mấy Khi. Đời Có Mấy Khi kể về câu chuyện buồn của một chàng trai luôn nhớ nhung về một cô gái. Dù đang ở bất kỳ đâu, khi thấy bóng dáng người con gái đi qua, anh luôn ngỡ như đấy là người mà mình đã từng dành hết chân tình trước đây. Từng câu hát với lời ca da diết như anh đâu lỡ hẹn, anh đâu dối em, vậy mà vì sao người làm lòng anh tan nát đều như xoáy vào trái tim người nghe. Đặc biệt, câu hát cuối cùng của Hoài Lâm khi cất lên, yêu thương khi xưa chỉ còn lại những nỗi đau, làm không ít người tiếc nuối mối tình của nam ca sĩ và vợ cũ. Hiện netizen đưa ra nhiều giả thiết cho mối quan hệ của Đạt G và Cindy, thế nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ người trong cuộc hay bằng chứng rõ ràng nào, tất cả vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. Từng là một đôi tri âm trong âm nhạc, Đạt G và Du Yên gây chú ý với ca khúc Bánh Mì Không và sau đó là Gói Xôi Vội. Cả hai cũng đã bắt tay nhau để cùng thành lập công ty G Entertainment nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cả hai luôn dành những lời tốt đẹp cho đối phương khi cùng xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ. Còn giờ đây, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, chia tay một cách vô cùng ồn ào và tìm cách hạ bệ đối phương trong câu chuyện của mình. Ban đầu, Đạt G được cho đã để lại kênh YouTube lẫn trang Facebook G Entertainment đều có các chỉ số tương tác khá cao lại cho Du Yên sử dụng. Nhiều trang cộng đồng đã trích dẫn lại thông tin và dành lời khen cho hành động văn minh của Đạt G hậu chia tay. Song, Du Yên đã chính thức lên tiếng và khẳng định thứ cô được để lại là một đống nợ chứ không phải là một món quà như nhiều nơi đưa tin. Du Yên qua đó cũng chia sẻ 3 bức ảnh chụp màn hình, thể hiện rõ thông tin. Không những không để lại kênh YouTube hay Facebook lại cho người yêu cũ, mà Đạt G cũng đã xóa quyền quản trị của Du Yên trên trang Facebook chung của hai người. Đáng chú ý, Du Yên cũng cho biết do phía G Entertainment đã nợ chi phí sản xuất ca khúc của một bên đối tác, nên suốt 6 tháng này, toàn bộ doanh thu từ kênh YouTube đều bị trừ vào tiền trả nợ cho đối tác. Số tiền nợ được tiết lộ vào khoảng 18.425,71 đô, gần 425 triệu đồng. Cuối bài đăng, Du Yên cho biết Đạt G chưa bao giờ dám đối mặt với cô để giải quyết mọi chuyện mà chọn cách im lặng. Bên cạnh đó, Đạt G cũng đã bóp méo câu chuyện giữa cả hai khi kể lại với người khác. Du Yên cũng ân ý, cách giải quyết văn minh chỉ dành cho người văn minh, nhằm ám chỉ Đạt G là người không văn minh, thế nên sẽ có cách giải quyết tương ứng. Chưa dừng lại ở đó, Du Yên cũng chia sẻ lên Instagram Story đoạn tin nhắn mà Đạt G gửi cho cô. Theo đó, có thể thấy Đạt G đã dùng những lời lẽ thô tục và bạo lực với Du Yên, thậm chí còn đe dọa sẽ đấm cô. Đoạn tin nhắn khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc trước cách mà Đạt G nói chuyện với người yêu cũ. Sau đoạn tin nhắn trên, Du Yên cũng đăng tải dòng caption ân ý, nhưng netizen thừa biết là dành cho ai. Định tỏ ra mình là người đáng thương, bị hại đến bao giờ vậy?